Vụ gì tự tự nhiên mà đưa tao lên mày Lên chứ. Bây giờ con nãy con đại diện mọi người ở bên diễn đàn ở vụ gì trong trong nước rồi. Bây giờ bố muốn bố là đại diện, bởi vì là người dân Việt Nam ở hải ngoại gửi là chúc sinh nhật đến bác Nguyễn Xuân Phúc. à? Và bữa nay tại Dạ. không có biết, nhưng mà thôi được rồi, sẵn có con đây thì rồi tao không dám đại diện đâu, tao nói mình tao thôi, tao ngu gì đại diện mày, rượu mà đại diện mấy cái rượu tụi đó, mấy thằng khùng nó rượu mà đại diện làm gì, nó chửi bới thằng ngày mà đại diện nó mệt quá, tao đại diện tao thôi. Thì thôi sẵn rồi, sinh Dạ. nhật của chủ tịch, ông đó là Nguyễn Xuân Phúc, là ông gì, tổng bí thư hay là chủ tịch nước vậy? Chủ tịch nước không? Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tôi kính chúc bác sống lâu và lãnh đạo đất nước theo một con đường mới để mà đất nước Việt Nam mình tiến triển nhanh, tiến triển hơn nữa để mà xứng đáng với lại cường quốc năm châu. Ok, và chúc bác sống lâu trăm tuổi, bởi vì ông cũng lớn tuổi rồi, tao chúc vào giờ ông lẽ cho ông sống 120 tuổi đi ha. Ok. Rồi chắc là ông cũng tha, tao là hài hước qua cho nên ông nghe tiếng tao là ông chán lắm rồi á, thằng cha quỷ này bà cho ý ông lớn hơn tao, chắc là cũng ngang ngang à, không là cũng lớn hơn một vài tuổi tao không biết, nên thôi kệ đi, bảy đúng rồi tuổi, 67 tuổi. Dạ. à, 7 tuổi nhỏ hơn tao mày. Dạ. Dạ. Ok vậy thôi cũng được đi, thôi rồi ok thì chúc sức khỏe bác trọng bác Phúc gì đó, bác Phúc là để mà bác Phúc sống lâu để mình dìu dắt con thuyền và lèo lái con thuyền đất nước mình vượt qua những cái sự khó khăn ngay tại bây giờ. Rồi sẵn lên mạng con thì bố cũng nói chút xíu về đề, bố mới hay tin những cái chuyện mà bố thấy vui 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 cho đất nước Việt Dạ. Nam mình. Cái thứ nhất là về cái dịch bệnh, dịch bệnh thì mới nghe thông báo đây là coi như thành phố Hồ Chí Minh không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng, không có ca lây nhiễm ngoài cộng đồng. Cái thứ Dạ. hai nữa là nó có lây lan ở trong những khu gọi là cái khu cách ly, nhưng mà hôm nay là nó đã giảm rồi, nó đã giảm rồi. Thì mình cảm thấy là không sớm thì muộn, chắc là cũng vài tuần, cao lắm cũng 2 tuần 3 tuần thì nữa là coi Việt Nam mình đã coi như là giờ Lên. sạch thì không sạch đâu, nhưng mà có Dạ. điều là coi như là mình chiến thắng, Dạ đúng rồi chú. mình đã mình Đúng đã mình mình đã mình đã control được, tức là mình làm chủ được tình hình và muốn tiêu mình bắt đầu mình tiêu diệt, mình xé lẻ là mình tiêu diệt, cái điều đó mình rồi. rất rất là mừng. Cái đó là cái hai cái vấn đề lớn, cái chính cái vấn đề nữa gì nữa ta, tao mới nói vậy thôi. Cái thứ ba nữa là mày cũng ba đi đăng lên mà tao cũng gì đăng lên đó, thì tao mới đưa lên của ông luật sư Từ Quân Thiên nói, tức như là cái sự mà hội nghị mà tiền tệ của Việt Nam với thằng Mỹ đó, đó Mỹ, là vấn đề rất là quan, đó rất là quan trọng nha, về dạ tất đúng cả rồi, những cái vấn đề rất là quan trọng, mà quan trọng kinh khủng lắm á. đúng, Thì Việt dạ, Nam mình đã đạt được thỏa thuận và họ đồng ý là xóa bỏ cái vấn đề những cái lệnh coi như họ chưa trừng phạt mình, nhưng mà họ đang lăm le, nhưng mà mình đã gỡ rối rồi, gỡ ra để sau này có sự bàn giao thương mại giữa hai nước nó suôn sẻ hơn, đó là một cái vấn đề đó. Bởi vì khi mà là phạm luật của Mỹ thì nó sẽ làm cho mình những cái mà hơi khó khăn về mặt xuất khẩu kim ngạch và các cái ra, thì bây giờ mình đạt được thỏa thuận rồi, cái đó là một cái vấn đề quá rất là quan trọng, là bởi vì khi mình không có cái đó, mình không có cái đó tức nghĩa là kim ngạch xuất khẩu mình không tốt. Mỹ tôi nói không, ví dụ dạ như mình giờ dạ mình xuất khẩu qua Mỹ mỗi năm là 6.000 tấn thí dụ vậy, nhưng mà hai bây giờ nếu nó giam hãm để nó bởi nó nghi ngờ mình rửa tiền, nó làm đủ trò cho, nhưng mà khi mà thông qua cái điều này mình có thể qua sản xuất qua bên nước ngoài tới 20.000 tấn thí dụ là vậy, đi vào đường kim ngạch dạ thí dụ vậy, thì đó là một điều đáng mừng, có hai cái vấn đề đó mà đáng mừng, rất là mừng. Còn bây giờ mình nói trên cái vấn đề xã hội Việt Nam chút này, thì dạ cũng nghe mấy đứa cháu nó mới điện cho bố, thì vậy ở đâu đó ở trong cái vấn đề khu cách ly ở đây dễ nghĩa thích tao theo theo tao hiểu nha, đây tao hiểu cá nhân tao, thì những người liên đới, những người mà nghi ngờ nhiễm bệnh Covid, đây là nghi ngờ thôi chưa chắc ăn, thì người Dạ. ta nghi ngờ người ta gom lại, người ta rào chắn lại để người ta phong tỏa, để người ta cho vào cái khu cách ly để chi, để ta kiểm soát hoặc là ta đi kiểm dịch, rồi xong ta trị, nếu có lây nhiễm thì không được, không có lây nhiễm ở ngoài xã hội, rồi xong mới là người ta mới nếu có bệnh người ta sẽ
trị bệnh và người ta thể trị bệnh cho mình, thì khá vậy. Yeah. Ta tiêm chủng luôn, thí dụ như hết bệnh thì khá vậy. Thì có một số thành phần nó không hiểu gì đó. Nghe nhỏ kia nói chứ ở trên Đồng Nai, nhỏ gì quên mẹ tên này, mới nói vào chú ơi chú, nó khổ cái người dân mình nó không có ý thức. Khi người ta nói là bây giờ đi lên để người ta đi cái gì, người ta test Covid rồi xong mà nếu cái thì vào đặt trại cách ly, nếu bệnh thì người ta chữa trị, thì có những người ta không chịu. Ồ má, người thì đương nhiên là của Bộ Y tế, người ta đâu có cho ra ngoài, ra ngoài nó lây nhiễm sao, là rồi người ta coi như bắt buộc, hầu như bị cưỡng chế. Thì mấy ông nội bắt mấy bà này leo nóc nhà chạy giống như trai như ngày, có nhớ cái vụ hồi xưa, tức ngày là vậy, ngày xưa ta nói kể tuổi hoài, có nghĩa là hồi trúng quân dịch á, đồ má nó vô nó ruồng của bố, đồ má là mấy anh cha là leo nóc nhà chạy rầm rầm, đồ má phóng xuống sông, đồ má nhưng mà cái hồi đó là đi quân dịch là để cho chết, có nghĩa là đi đánh trận thì chết không nói. Dạ. Còn bây giờ đi, còn bây giờ ngược lại là đi để cứu sống, mà đủ nó cũng chạy nữa mày, đủ nó đúng quá. Tao nghĩ tao ngược, tao cười quá, cái này nó ngược, nó ngược. Ngày xưa đi đánh trận là đi cho chết, mà nhưng mà đương nhiên là bây giờ ai cũng vậy thôi, tao cũng vậy, tao trốn không được thôi chứ. Còn ngược lại bây giờ người ta đi cứu, tao biết mày bất bệnh, tao đi cứu, đụng mà cũng trốn là sao, đụng tao không hiểu đó, tao thích cười quá. Tao nói, tao nói thiệt mày nó khổ, tao nói thiệt mày người dân mình nhiều khi mà nói, nhiều khi nó cũng buồn cười, mà thì thôi. Nó ra là quá nhiều điều để nói đúng không bố? Tức là đúng nếu mà đã nói ra là quá nhiều khi điều để nói. Nói ra thì quá nhiều điều để nói, mà tao nói bạn rồi còn có nhiều cái vấn đề khác nữa. Ta bởi vậy nhưng mà nhà nước mình ta tắt nó nói hoài, nó mình nói chỉ lỏng lẻo thì không đúng, nhưng mà mình nói họ mình tao thì cực đoan quá, tao nói nhiều cái tao thì nhiều nước chắc tao không hài lòng, bởi vì cái chính sách của Việt Nam mình nói là như vậy, mình nói theo kiểu của tao thì tao phải có vẻ cực đoan và có vẻ sắc máu quá, thì tụi nó hay phê bình bố cầm mà mấy gì máu lạnh rồi thứ gì gì à. Nói chung là cực đoan rồi độc tài rồi độc ác, nói chung bao nhiêu tội lỗi nó đuôi đầu nữa. Nhưng mà mình hiểu là tao bước xuống tao nói vậy thôi, chứ thật chứ tao không có quyền con mẹ gì, tao nói không đúng quyền rồi. Gì đúng không, thật ra nhưng mà tao ý kiến cá nhân qua, thôi bởi, chỉ là ý kiến cá nhân rồi, thôi bởi vì có những cái chuyện mà mình buồn cười mà thấy mình tức mà mình không thể nói được, chẳng hạn như bây giờ tao nói là nghe, ví dụ cho tao thấy người ta kêu mày vào đó để mà tao quản lý, còn tao đâu không lấy dao rửa ra chặt mẹ đứt tay con ta, đâu má, mà thấy kỳ không, mà thấy nhiều chiều. Rồi bây giờ tao phương có nhiều cái rồi, có những cái rồi vô bổ. Bây giờ ví dụ con kia nó bị lây nhiễm, người ta nói là nó lây nhiễm rồi xong, rồi test của nó lây nhiễm, tao tới để người ta nói đi vô để cách ly để người ta trị bệnh, không đóng cửa sắt lại đứng trong cái chửi, đùa tao không đi đâu, nghĩ thấy nó tức gì đâu, tụi tức tao sôi máu lên rồi tao đi, mà thấy rõ ràng không, nó có nhiều cái vấn đề mà mình cảm thấy là mình không 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 ngờ tới mà mình không nghĩ tới, bởi vì tao mới nói rồi. Cái người Việt Nam mình kỳ cục, mình không hiểu được và họ đòi hỏi cái gì, cái chuyện đó thì mình, nhưng mà mình nghĩ là đâu đó đó là những thành phần ít thôi, thiểu số không đáng kể, nhưng mà nó cũng nói lên cái bộ mặt của Việt Nam mình nó xấu xí đi. Bây giờ ta cũng nói về ngoài là ước ao là những người đó hầu như họ vậy, có nghĩa là họ tuân thủ theo cái kêu trước là họ cứu được cái mạng sống của họ và gia đình họ, đúng không? Cái bà đó bà lây nhiễm bà ứng trong xác thiệt, đương nhiên bà có chồng như phải có con, nếu mà không cứu bà thì bà sẽ lây nhiễm chồng bà con cả bà, gia đình cả gia đình luôn, đúng vậy chưa? Nhưng mà bà là rất hiểu điều đó, đủ ấy, tao không đi, tao không đi, đủ khó vậy, tao không hiểu sao người Việt Nam nhiều khi nói ra tao cười, tao kêu cười trừ, đủ chẳng không biết làm gì bà, giờ làm sao gì? Yeah. Má ơi, khổ lắm mẹ ơi, thiệt mình ơi, thôi giờ đó là một mặt, thì các thế lực thù địch đó, nó lợi dụng cái cơn dịch này, nó làm đủ trò. Đấy không? Thì bây giờ ta mới nói một vấn đề này. Đáng lẽ hồi sáng ta mới xem tôi tính lên, nhưng mà trên cái trang của con Cao Bằng Lan, nhưng mà tại vì tôi thấy nó có điều nó có nó trọng tâm thì không thấy, nhưng mà thấy ở trong đó có nhiều người lên nó nói lạc đề thì tao xin lên, mà tao nghĩ đi, tao rút lại tao không lên nữa. Thì tao nói vấn đề ngay tờ hiểu này, thì có những cái trang mạng ở nước ngoài kêu tụi kia là đừng cứ nên gửi tiền, đừng có gửi ngoại tệ về trong Việt Nam để làm giàu cho cộng sản. Cái vậy thì ở đồ má ta mới buồn cười, tao nói bây giờ các con ở dưới này bao nhiêu người coi rồi đó, tao cũng không để tự mày mày đặt mày để mày sao đủ 10 người à, 10 người à. Ok thì tao nói cho mày nghe cái điều này, có nghĩa là mình phải hiểu rõ ràng cái ngoại tệ, cái đồng đô la mà những người Việt kiều ở bên Mỹ này, nói thẳng là vấn đề mình nói cá nhân nha, mà nói cá nhân nha, như tao hoặc là những người khác đi làm công nhân này đủ mà không có đéo có tiền đâu mà gửi về,
người ta gửi về, người ta chỉ chắc chiêu, họ chắc chiêu rồi gửi về thân nhân của họ. Nhớ kỹ điều này nha, họ gửi cho vợ họ, họ gửi cho cha họ, họ gửi cho mẹ họ, hoặc là họ gửi cho em họ, ngoài ra không gửi cho ai cả. Đừng có xạo, chẳng bao giờ đứa nào gửi về đồ đi vô kho bạc mà nước, tôi gửi cho anh 5.000 đô gửi vô kho bạc nhà nước Cộng hòa chủ nghĩa miễn đi, không có đâu, không có trên đời, không có cai, không bao giờ có cái chuyện nó xảy ra. Họ chỉ gửi vào cho gia đình cá nhân của họ mà thôi, đủ bà đúng con rồi. Còn chưa gửi nữa, bà chính con xác. Chưa gửi rõ ra thì đừng bao giờ nói câu là đùa tao gửi tiền đề cho làm giàu cho nhà nước Việt Nam, nói chuyện đủ chuyện vô lý, chuyện cũng bạn nghe nói chuyện con nít rồi nó còn cười thúi mũi đồ, nhà nước nào mà thèm mấy cái chuyện đó. Và giải thích gì đó xíu nữa nè, còn tất cả những cái mà tiền mà để thu tiền ngoại tệ gì đó, thứ nhất mình phải nói là cái đồ thứ nhất là những người hợp tác lao động, những người hợp tác lao động nha. Thứ hai nữa là nhân doanh nghiệp làm ăn mẹ thấy chưa đó, rồi thứ ba là nhà băng rồi đó, nói chung là vậy. Ngoài ra người dân nó đủ má thiệt, mày không có mẹ thì tó đâu mà lời mày được, đó là những người doanh nghiệp. Thì thôi ta chỉ muốn nói cái điều đó, còn có nhiều thằng nó ngu đến mức độ nè, nó nói cái tiền Việt Nam mà đủ mẹ muốn in nhiều in nè, đủ má nó nói cái tôi bật cười à, đủ thiệt tình như Kiên Giang đúng không, như Kiên Giang đó đúng không. Nó nói không, nó không thật lòng là sao Kiên Giang, nói cái chuyện di chú rồi nói chuyện nghiêm chỉnh nha, phải nói chuyện lý lẽ và logic nha, không thật lòng cái đây là chuyện thực tất mà, đâu phải tiền đủ mà ai muốn in sao in mày, nó nói chỉ gì kỳ với mày, mày đâu mà nếu mày cần mày lên đi, mày có camera, mày coi nó có camera mày mở lên, mày nói hết, tao dễ nghĩa nghe, ở đây tao nói cho mày nghe nè, ngoài ra những người nào mà gửi tiền về cho cái bọn dân chứ hội trong ở trong nước thì họ đó là có tổ chức. À, hôm nay Kiên Giang nó có camera nè, hôm nay Kiên Giang có camera rồi nè. Rồi kêu, tao xuống kêu lên đi rồi nó lên nói vậy nói sao không có lên đâu nó đấy. Nó không lên đâu, nó gửi yêu cầu thì con nói, nó gửi yêu cầu thì con nói bố lên đi, nó muốn lên thì gửi yêu cầu lên chứ. Kiên Giang có lên không, xác nhận đi, mày biết là cục cức kinh tế mà đủ mà xoay quanh với kia đủ mà tào lao đủ má mà nói chuyện với tao rồi nói chuyện vậy biết cái đéo gì đủ mà bắt chước đủ mà tào lao đủ. Google đủ mệt quá. Tao nói cho mày nghe nè, còn một cái thứ ba nữa nè, người dân Việt Nam từ hồi xưa tới bây giờ tao chưa thấy tao chưa đúng rồi ủng hộ Kiên Giang, tao chưa thấy Việt Nam mình người dân thường thường đóng thuế, người không đóng thuế mẹ trên trời, nói thẳng vậy. Tao rất là nhiều người quen ở Việt Nam và nói thiệt cho biết tao cũng rất là nhiều người, có một bà kia bà nói tôi hồi mới đẻ ra tới giờ 55 tuổi tôi chưa hề biết đóng thuế cho nhà nước đồ mà một đồng bạc đồng một đồng chưa hề biết đóng thuế, đúng rồi chưa hề biết đóng thuế, nhưng mà bà là chủ á thì thôi tao cũng không bàn cãi cái chuyện nữa, nhưng mà tao chỉ nói sơ sơ một cái điều này, nếu những người nào ở nước ngoài chẳng hạn những tư nhân mai này, khi anh làm được đồng tiền thì anh gian dấu anh trốn thôi, còn nếu mà anh đã làm đúng thế nào hoặc là anh làm công nhân, anh làm bất cứ một chuyện gì ở trên đất Mỹ này thì anh phải đóng thuế bỏ mẹ từ 27% đến 35%, đó là những người coi như là cu li đó nha đó. Nhưng mà mày phải hiểu điều này là nó lấy trước khi lấy thuế trước khi mày lãnh tiền lãnh lương chứ không phải là mày lãnh lương mà đi vô mà nộp đâu, có miễn đi dẹp dẹp. Thí dụ như là bây giờ đó ngày mày làm trong hãng mà là cu li thôi, thì thí dụ như là một tuần đó một tuần cho 1.000 đồng đại khái, thí dụ như 1.000 đồng thì mày chỉ còn 800 won là 750 là nó lấy tiền thuế trước khi mày lên rút tiền mày ra, mày hiểu cái tiền mày phải xài được là sau khi trừ tiền thuế rồi chứ nó không có kiểu nó không có đợi mày được mà để vậy đã sao anh từ từ giữ mày đủ mà tao lấy ra tao đâu sao miễn đi mà. Mày không có cái chuyện đó, mày không có cái chuyện đó, đúng rồi. Đủ mày Việt Nam có không, đủ mấy thằng bán nghe số, mấy thằng bán hủ tiếu, mấy thằng bán cà phê vỉa hè, đủ mấy cái thằng ba gác xích lô, mấy thằng chạy xe rác có đóng thế chó gì đâu, đủ tàu lao đủ không, dân bình dân Việt Nam hầu như không bán cơm bờ ngủ mũi, nó không bao giờ bán dịch quay, bán thịt cầy, bán đủ thứ, là nói chung là không có cái, nói chung là cái việc là không bao giờ đóng thế, mà hầu như tao còn quen mấy cái người coi như là bán tạp hóa đó, bán tạp hóa như là
bán đủ các cái khang trang lắm nha, mà trong đó có gì, có gạo nước mắm muối đồng hoàng, mỗi năm chỉ cái đóng có thế bông bài mà thôi, chứ đế có tiền thế nào, không có đồng bạc thế. Đúng rồi đó, đấy đồ mà xem, mình đừng nói. Bởi vậy nhưng mà cái người dân, bởi ta nói vậy nghe, cái nước Mỹ là một nước công nghiệp, tất cả mọi người đi vào, đi qua nó không có giữ bán lẻ rượu mà ngồi về phố anh ăn mua anh này xôi hay là cái đâu có, không có, tất cả đều vào công nghiệp, tất cả những cái gì nó đi vô cùng. Thành ra vì đó người dân ở nước Mỹ này được, nó cũng sống theo đời công nghiệp, thành ra tất cả mọi cái đi đi về làm, nó làm cái xã hội của nước Mỹ là cái xã hội công nghiệp. Mà ta nói gì hoài, ta mới nói rõ ràng, anh đi vô nhà anh làm 8 tiếng y chang xong tự, nói chung cắt cái là 2 tuần gửi lận, 2 tuần là lãnh một cái chất đầu một lần à, từ trừ trường hợp những người nào trốn thuế là chẳng như tiệm nail, tiệm nail nó không dám trốn thuế hết đâu, nhưng mà nó trả phân nửa tiền mặt, một trưng phân nửa tiền tiền chắc nghĩa đó, cái tiền mặt không khai thuế được, mà còn khi mà anh để lấy cái tiền mà để mà anh gọi là chắc ấy, là đủ bán nó y chang, cái là nó cũng chặt luôn, có nghĩa là thuế và thuế. Mình nhớ kỹ 35% nha, chứ không phải đơn giản đâu nha. Thôi thì chuyên gia lên đi, mày muốn cái gì mày nói cái gì thôi đây. Cái đó là vậy, thành ra tao nói cho mày nghe nè, khi so sánh khập khỉnh giữa giá trị đồng tiền Việt Nam và đồng tiền Mỹ thì rất ư lực so sánh khập khỉnh rồi, được má nó còn nói đừng có gửi tiền cho Việt Nam làm giàu cho cộng sản, đủ mà làm giàu cái mã mẹ nó, gửi tiền cho cha mẹ con cái vợ con nó, mà nó đâu có đúng rồi đâu. Đâu phải là mày ký cái chắc mình nói yêu cầu gửi này đủ mà để cho ngân khố của cộng sản đó. Cứ mẹ nó mệt cho mà vợ con mà đói chết mẹ luôn hả, tiền đéo rồi mua cháo ăn nữa. Cháu Việt Nam nó có bán cháo sườn ngon lắm, mà cháo sườn sáng sáng ăn cũng ok, cháo sườn ngon, cháo ăn cháo sườn đúng là ăn dễ, cháo sườn chợ Tân Định á. Dạ đó, nếu có tiền là vợ con mẹ Việt Nam mà phải gửi gì, mình nuôi vợ con hoặc là ông bà cha mẹ rồi mà tào lao đủ gì. Nó toàn nói chuyện toàn không tử, còn thắm bạc thì ghét tụi mẹ rồi nó chuyện rồi à, còn có gì nữa mình nói à, còn có những cái chuyện mà nó xuyên tạc về dịch bệnh đây này, và tao mới bớt lên đài tiếng VTV có bà kia cũng ghê, quen thân tao, nhà bà cách bệnh viện Sài Gòn à, chỗ nhà thức ở Chợ Rẫy đó là cũng khoảng còn bà nói có 15.000 tiền xe ôm mà anh à. Tôi rất là mực ở chỗ có những cái bàn sớm gần đó mà cũng không tới đó, thay vậy thì được anh tới đó anh coi đi, không nó coi tin tức ở trên rượu ma trên YouTube á, mấy cái thằng phản động đúng mà. Rồi nó chụp mấy cái hình mà coi như là xác chết đầy bên Ấn Độ đủ, nó kiểu đây bệnh viện Chợ Rẫy nè đủ, má mấy bà nhau vậy hả chết mẹ rồi luôn vậy hả nhổm người lên ấy vậy hả, bà này bà tức có bà nói trời ơi có 10.000 bạc chỉ muốn ra thì đói sớm cho ra Chợ Rẫy thì coi có phải không. Không, đủ cái này tôi phải nói mà, cái này tôi phải nói mà, đủ chết là chết nhiều quá rồi, đủ mà tưởng sao đủ má đâu bên Ấn Độ chụp hình nó gán vô nó kêu Chợ Rẫy. Thì tao mới đưa cái tin VTV lên đủ để coi như chống lại những suy luận đi xuyên tạc, tao cũng đưa hết rồi đó. Đủ má khổ người dân mình cái sự mà gọi là nhạy bén trên cái vấn đề coi như thuộc về lừa lọc thông tin để mà xem, không có. Đúng rồi. Ai vô không à? Thấy cái đồ mà thấy chưa trời ơi quá trời tôi chết nè, trời ơi, ghê quá vậy. Ừ, ở đâu vậy Chợ Rẫy hả? À, trời ơi, đùng mà phao luôn. Vô vậy nha. Cái bà kia mới tức quá, trời ơi có 10.000 tiền xếp cho bà chỉ muốn gì chứ ra gì vậy cho bà coi. Đồ buồn cười vậy đó, sao mà vậy đó, trời ơi, khổ quá. Bởi vậy đây chắc là không có cái miệng của Aoi này nè, đủ mà nó có suối ra đó, đủ mẹ mà hai đứa là Kiên Giang, đủ quá. Ê Kiên Giang lên các bạn, đủ quá. Đó là hai cái vấn đề chính. Cái thứ ba nữa thì ta cũng nhắc rồi, hôm nay thì cái tần suất mà coi như lây nhiễm thì xuống rồi. Dạ dạ. Có hướng giảm và đi ngang. Thì mình mừng, có nghĩa là thấy xuống. Dạ đúng rồi, mừng. Đúng rồi. Còn mừng thôi, còn cái chuyện mà tương lai mình chưa biết con mẹ gì cả, còn cái chuyện mà không biết, nhưng mà mình cảm thấy là xuống là mừng rồi. Bởi vì tín hiệu tốt, mình mới hiểu dạ. Tín hiệu tốt. Nhắc đi nhắc lại hoài. Ở Việt Nam vẫn còn thân nhân của tao, vẫn còn cha mẹ vợ, vẫn còn em cô này, cô dù cô gì chú bác, cô gì chú bác thân dạ. Đấy, thành ra khi mà bị nhiễm dịch thì biết đâu đủ bà chết, hoặc em tao chết, hoặc là cháu tao chết, nói chung mình buồn chứ, làm sao buồn được, đúng không? Cái vậy AQ nó bị lóc rồi, bố cảm ơn là sao?
fan của Taiwan là nó cũng bày là nó gì nữa, bởi thằng này đúng chúng cũng bởi thằng này thôi rất là mày thấy rõ ràng không, chỉ có bao nhiêu không rà đủ mắt lưỡi không xương mà nhiều đường lắc léo, có nghĩa là chính bao nhiêu. Tao thì không thích vậy, tao thích thật nè, đủ má cứ nạp đạn vô là bóp cò bắn đùng về ngắm vậy thôi, chứ còn cái chuyện mà đủ má ê tao không có bắn nha, tao vô tay tao đào hàng xong cái gắn lén sao đủ làm cái bùm bắn lén người ta cho nó chết rồi, mà tao không có chơi cái trò đó, quân tử chút đi rồi mệt quá tao đúng mà thiệt tình. Thì đó là thứ hai, còn thứ ba nữa thì tao nghe phong phanh có một cái thằng gì mà nó vỗ bộ đủ má, người ta quay một cái clip mà nó vang nó lại rồi mà thì mất vang lại Võ Tấn đúng không, Võ Tấn đúng không, cái thằng mà bán hàng online phải không? Tao đâu có biết nó là ai, từ xưa tao không biết tên tuổi gì đâu, nhưng mà mới nghe tụi nó phát là thằng này nó có tiểu sử là ngày xưa nó cũng đã chống lại kia rồi, xong nó cũng đi biểu tình rồi tham gia thuộc thành phần dân chủ gội, tao không nói ngày đại khái tao ngang cao bằng la nói tao không biết, nhưng mà có điều buồn cười mà nghĩ mà coi cũng giống y chang này, có điểm mà người dân Việt Nam nó hơi mù mì cái này chứ, mà thấy có ai bao giờ mà đụng quay một cái video clip đụng máy nét trên mít á, đụng máy bơm nước lạnh hay có đéo gì tao không biết được, xịt vô quay phim tung lên mạng mà thấy chưa, đù mà đồ Trung Quốc nó nhập mày có thấy, mày thấy có thằng nào làm lén mà ngu đến độ đi tố cáo mình không? Đâu tự nhiên làm cái clip ở đâu, tự nhiên cái bà kia mũi liếc không có ai có lấy cái kim lấy cái siran thuốc vô cái để cho mít xịt vô xịt đù chuyện tào lao đó là dựng phim đâu mới độ thứ không. Đủ mấy bà hỏi mày đã làm lén mà đi qua mặt người ta mà đưa quay phim mà đưa tung lên là cái gì, mày thấy điên, mày thấy đi rõ điên, có nghĩa là ngu hết chứ. Bởi vì người Việt Nam mà dễ bị gạt lắm, vậy là đủ má người kia trời thấy chưa ô cũng đủ má khổ ghê, bởi tôi nói thiệt mày nói thì mình cười thôi chứ biết nói sao vậy được, có nghĩa là nhưng mà sau này những cái mánh nó những cái dựng chiêu trò đó, hầu như họ đã hiểu rồi, đã bơ qua rồi mà nó ngộ lắm mày, cái dân Việt Nam nó cầu kỳ cục kìa, bị rồi mới rút kinh nghiệm chứ còn thấy người ta bị cũng chưa rút kinh nghiệm đấy nha, thấy biết điếc đúng rồi, thiệt không ta bản tin bán mì đúng không, bản tin bán mì tôi không có quan điểm gì hết, không có quan điểm gì hết á, rồi má khi nào mình bị lừa đó rồi mà tao biết nhiều chứ tao nghe rồi đồ mà nó tao nó kỳ đó, cái gì ra mà nó kỳ đó rồi khổ, tao nói hoài không hết chuyện mà nó khổ nhà Ngọc Lan mệt thiệt. Thật ra tôi nói cho mày nghe thì nó có những cái tín hiệu mà mình cảm thấy là đất nước mình nó bớt được cái bệnh dịch, cái thứ đó là cái điều rất là đáng mừng. Cái thứ tư đưa tao muốn nói là vấn đề những cái mà sau này mà ví dụ như cái đám mà chống cộng mà chống Việt Nam mình á thì nó hay bài xích chia sẻ nó có tính cách là nó chia kỳ thị mà chia rẽ dùng miền, mày hiểu không, có nghĩa là cũng đánh đồng ở trong người Nam này, người nước bỏ rơi hoặc là người Bắc không cứu được người Nam, cái là nó muốn làm cho gây một sự coi như là kỳ thị xáo trộn hận thù mày nghĩ mà coi đủ bao nhiêu, mày nghĩ mà coi tất cả những cái mà từ những cái buôn làng rồi những cái nơi như là Bắc cái gì Hà Tĩnh Bắc Giang các cái rồi những người bác sĩ ngoài Bắc rồi đưa vào tiếp cứu cho người miền Nam, nói chung là tất tần tật từ rau quả củ khí rồi làm hoàng xong rồi mà thấy rằng đó đập tan cái lượng điệu liền, bởi vì đâu có là mà khổ quá rồi. Tụi này nó ngu mức độ, cái đầu của nó ngu rồi, nó nói nó xuyên tạc mà nó xuyên tạc được cắt nó hơn. Tao nói cho mày nghe, xuyên tạc vừa vừa thì người ta còn nghe được, xuyên tạc hơi lố đùa kiểu lỡ lôi sắc lố cho nên nó chặt lắc nó bể ra người ta cười, người ta cười thôi chứ không có làm con mẹ chứ. Cũng giống như quảng cáo á đồ má giờ này mà còn quảng cáo đồ thuốc cải lão hoàng đồng đồ sống lâu đồ ngàn năm thì chết mẹ rồi đồ má đi như là thuốc là biết thuốc nhổ đó tụi nó là vậy, có nghe lố không lố quá cho nên ra việc đó là tôi bố nói con nghe buồn cười rồi. Nhiều khi tụi nó lên nó nói mà mình thấy buồn cười đồ má, nhưng mà ngược lại ở đâu đó trong Việt Nam mình cũng có nhiều người tính này tính đồ á khổ vậy nó mà rồi khổ vậy đó, thành ra gì khi thì nhiều khi ta cũng chán là ở chỗ là tại sao người Việt mình quên nhắc cái gì đó ta mới nhớ chút xíu ta mới nói người. Bởi vì chính vì cái chỗ cái lòng tin của người Việt Nam mình nó dễ dãi quá, thành ra tất cả những cái kia nó lợi dụng được, từ cái chuyện từ thiện mà từ chuyện mê tín dị đoan mà từ chuyện đồng bóng mà từ
từ những cái chuyện mà chùa đình miếu nổi nhà thờ, cái toàn là cái là lợi dụng lòng tin. Đây nhắc lại một câu nè, tất cả đều lợi dụng lòng tin, bởi người Việt Nam mình hay tin. Trời ơi, sao ông kia, ông hay lắm, mày mà nhún dưới mà mày gãy tay hoặc là mày đau đầu hay là ông chúng rờn cái xong là hết liền. Đúng rồi. Vậy là hả? Đâu, chị thôi. Đù mà chạy được. Gì đó. Cúng, ông nhưng mà, cho mấy em. Nhưng mà bố cầm, hồi gì? Xưa chỗ bố ở, bố nhớ ông thầy Lai Văn Lường không? Đúng rồi, ông là bó tay đó. Ông đó sửa chân sửa tay à, giỏi đó. Tao bị gãy tay hai lần là do ông bó đó. Mà hồi xưa mất mẹ gì đâu, đủ. Đúng không? Tại ngày xưa bố đi tao đó mày rồi, tao kể một cái chuyện rồi. Tao ông già tao cũng đẹp trai lắm, mà ông là đẹp trai, ông đào hoa lắm. Mà ông là ký giả nữa, cho nên tại vì ông là nhiều gái, nó thẳng nhiều gái. Mà nó khổ cái có mình vô Nam, mình tao với ông ở mướn cái nhà ngay chỗ đường Gò Tấm Chi Lăng, là cái đường bây giờ đường Nhất Linh, không phải kế bên Nhất Linh cho đường đường Trường Sơn hay đường gì á, quên mẹ tên nè, đường vào Gò Tấm Chi Lăng ở. Đúng, má cái lẻo đẻo sao ông hoài ông đâu có chịu rượu, mà ông bắt đi vô kia, ông cho là coi như suốt ngày phải bận biểu học trong trường. Trường đó là hồi xưa là trường kiểu trường Đạt Đức, sau này đổi từ Trâu Nguyên Liêm đi đâu thì kế bên, rồi hết xong rồi tới trưa về ăn ba hộp cơm rồi xong là mới vô trường Trâu Nguyên Liêm. Sát bên đó nó có cái kia bằng cái hãng dệt Nam Tường, tâm nhớ mà đường vô hãng dệt Nam Tường thì nó có một cái lò vỏ của cái ông Nguyễn Bình và Phạm Lợi. Nguyễn Bình bây giờ Nguyễn Bình ở Mỹ nè, học võ đó. Tôi học mười mấy năm đủ học là gì, không phải học là bị học, chắc không phải là được học. Tại ông nhét tôi vô đó để ông rảnh chân để mà ông đi tán gái, bị không? Ông bây giờ tao không làm, tao có nhà không ở đâu có làm được mẹ đâu, hình ra ông cho tôi vô đó để chỉ coi là giết thời gian được cho tao bận biểu ra được. Tao vô đóng dưng không gì hết đủ nít xa 8-9 tuổi rồi đủ, mà học tới 17-18 tuổi rồi không vỏ cười bị giọt vỏ thì tao bị gãy tay hay tao bị cái đòn dai đồ xưa nó ghê đồ má đó. Nó liền xuống nó không giữ độ má cái xương quai xanh này nó gãy một lần xuống cái đòn gánh không lên, gãy cái đòn gánh luôn hả, gãy đòn gánh luôn gãy gánh nè đúng rồi. Cái xong cái xuống ông băng, cái ông cho cái giá lên xong băng, mà hồi nhỏ rồi xong băng rồi cũng băng thì tao nghe cái lá thuốc gì đó với lại gà con mà sống á, gà con mà sống á đâm nát ra, gà con mới nở á, rồi ông nghiền nát ra rồi xong ông băng rồi hai lần độ gãy xương hai lần. Rồi từ đó tới giờ tụi mệt quá, tao biết rồi, nhờ ông mất rồi thì đâu có lại gì đâu, trời à... Con vô một lần, hồi đó con vô một lần, cái con bị cái chân, chặt cái chân rồi, con vô ông bó thuốc một lần á. Bó thuốc Lai Văn Lường. Lai Văn Lường, nổi tiếng lắm mà, thời đó nổi tiếng dữ lắm mà, mất rồi. Nói như vậy cho mày hiểu rằng, cái người dân Việt Nam mình có mùa đầu óc mà mê tín ghiền ghê gớm lắm. Để tao nói cho mày một cái nữa. Ở Việt Nam mình đúng là người dân Việt Nam, đa số những người dân Việt Nam là họ ham mê đỏ đen, đó là vấn đề cờ bạc. Cũng mê tín mới sanh ra chuyện số đề. Mày hiểu tôi nói không? Đổ cái số đề là mê tín còn mẹ nữa. Đủ mà tối qua mà đâu mới gì. Dạ, tâm lý ngồi không ăn, ăn bắt vàng đó bố. Mà chưa bố ít làm việc dạy lương cao không à. Tao nói thiệt mày, hồi xưa tao ở quận 8 á, bên quận 8 á, tao vợ tao nhà của tao, vợ tao có bên của nhà quận 8 á. Thì sáng ra có cái quán cà phê ông Sáu, qua ráo quận xe ông Sáu là toàn mấy ông vô cùng, sáng là bàn đề nha, rồi hụt mà bạn, rồi bạn khít, ê, qua, nó mơ thấy gì không? Đục, tao thấy cái này, thấy kia, rồi mấy ông ngồi ra bàn tới, bàn lui, bàn dư, bàn ngồi, đù, má con trâu nhỏ, con trâu lớn, đù, con rắn trí, đù, má, tùm lum vô, tao đâu có biết cái chơi đâu, đù, tao gãi đầu, đù, mấy ông bỏ tao bên luôn, cái là bạn bè, cái là ông dẫn tôi ra uống cà phê, thay uống cà phê nói chuyện với tao, không, ngồi với chú bấu nằm cái đầu chung vô kia, đù, mày thấy gì không, đù, qua thấy con trâu, đù, trâu lớn, trâu nhỏ, trâu gì nữa, tại vì tao ngồi mình lẻ loi à, đội nguyên bạn của mình tao rồi hút thuốc được hút đã tôi không hiểu nha, anh đang quan quản tôi trước nghe được nó buồn cười chứ, nó có nghĩa là con người nó dị đoan và nó mê tín đến mức độ là nó biến thành được mà là coi như con người cái gì nó cũng thuộc diện thần thoại cả. Rồi ta kỳ 2019 này bố về Việt Nam á, tự nhiên tao đi vô thăm bà con, tự nhiên tao vô cái liếc dưới cái bàn thổ địa, tự nhiên thấy có thằng cha thiên ông tề thiên đệ thánh nằm ở dưới ngồi múa đủ thờ ông tề thiên đệ thánh đủ, mà ai cũng biết là tề thiên đệ thánh tiêu ký là chuyện bằng sách viết ra của Ngô Thừa Ân, nếu phải là chuyện đó là chuyện dựng mà đủ, đâu có từ gì đâu đủ, đâu phải là
khổ ghê, bởi người dân Việt Nam mà đúng là thờ, đúng là thờ, thích là thờ, đủ hiểu không, đủ thờ tại thiên là thánh, đủ thờ múa về đủ, rồi sau này đủ mà ta thấy cái đám ma luôn, đám ma cũng bốn ông mặc vô quậy cung đường đó. Thiệt là rầu ghê, thôi nói gì kiểu nói đúng chạm, hay nói ra cái nó có tín ngưỡng của họ đủ, nói cái chữ đủ, nhưng mà cái đó là phải, cái đó là chuyện viết mà, đó là chuyện sáng tác ra mà của Ngô Thừa Anh mà đâu phải là gì đâu, trời khổ. Ôi trời ơi mệt quá, bỏ đi, ta thiệt 1.000 năm nữa đủ mà Việt Nam mình không có suy nghĩ gì đâu, tụi bay phá phách gì cho nó bạch, bởi mình khổ.